theo sổ sách thì sản phẩm đèn tròn, cái sản phẩm đèn sợi đốt tròn ấy, khoảng 2 triệu sản phẩm. Sản phẩm đèn compact là có chứa cái viên amalgam là khoảng 1,6 triệu. Đèn hình quang thì khoảng 480 triệu. Thế còn cái kho hóa chất thì chúng tôi báo cáo là kho hóa chất để nằm trong khu vực cháy và số lượng viên amalgam nằm ở trong kho là khoảng 4 triệu rưỡi. Và thủy ngân lỏng thì nằm ở trong kho khoảng 34,3 cân. Đấy là theo sổ sách. Thực ra hóa chất của dạng đông hiện nay sử dụng thì chủ yếu là có hai loại. Loại thứ nhất là loại thủy ngân lỏng. Loại thứ hai là loại amalgam, tức là hỗn ống của thủy ngân. Thì toàn bộ ba cái tủ bảo ôn chúng tôi được bảo ôn ở trong nhiệt độ là dưới 30 độ C và đặt ở trong tủ bảo ôn. Thì toàn bộ cái dạng hóa chất này hãn còn nguyên đai nguyên kiện và không bị hư hỏng. Cơ quan Tổng cục Môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã lập biên bản kiểm đếm số lượng. Và sau khi kiểm đếm số lượng bật biên bản xong thì Bộ Tài nguyên Môi trường và cơ quan cảnh sát điều tra mới cho công ty chuyển toàn bộ cái này vào cái kho mới để bảo quản. Căn cứ theo cái số lượng sản phẩm hỏng đang nằm ở trong khu vực đám cháy thì các cơ quan bộ phận chuyên môn của công ty có đánh giá là nếu quy ra hàm lượng thủy ngân thì nằm trong khoảng 15,1 đến 15,6 kg. Thế còn Viện Hàn Lâm Khoa học, các chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học thì căn cứ vào các cái tài liệu sản xuất đèn hình quang trước đây thì quy ra cái hàm lượng thủy ngân ở trong này khoảng 27 kg. Chính vì thế mà hội nghị cũng biết rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường có một cái báo cáo là lượng thủy ngân ở trong khu vực cháy từ 15,1, 15,6 đến 27 kg, là như vậy. Thế thì sáng nay cũng có đồng chí ở báo VnSpec hỏi là tại sao lại các cơ quan quản lý công quyền lại cung cấp thông tin với người dân chậm như vậy mà không mau lên. Thì tôi có giải thích bây giờ là vì báo cáo canh là cái mẫu quan trắc này là hấp phụ là 24 tiếng. Thì sau tức là phải đo đặt cái bẫy ở hiện trường 24 tiếng. Nên tôi bố trí một cái tuyến là từ sát hàng rào nhà máy và về hướng nam tây nam khoảng mình đến một cây số, tức là hàng rào nhà máy 17, 200m 17, 500m 17 và 1km là 1000m 17 để đặt hấp thụ này. Nhưng báo cáo anh là cũng rất may là cái cháy này thì sau đó là ngày 29, 30, 31 thì Hà Nội mưa rất to. Và trận mưa này cũng là mưa rất là đáng quý thì đã làm rửa là giảm cái ô nhiễm về bụi, về khói trong đó cả chất độc trong không khí Hà Nội lắng xuống. Và báo cáo chung là hai ngày bắt đấy thì thông thường là không khí nó tương đối sạch, nhưng mà cái thủy ngân thì đặc tính của nó là một cái kim loại bay hơi, thì nắng to hôm nay như là trên 30 độ thì nó lại bắt đầu phát tán. Nhưng ta biết rằng là cái sự cố là nó xảy ra đêm 28, 5 tiếng đồng hồ các đồng chí đã dập xong rồi, thì thực ra là cả một cái luồng phát tán về không khí nó đã đi rồi. Và hiện nay chúng ta quan trắc là bắt lại cái tàn dư còn lại thôi, báo cáo các anh tàn dư còn lại. Và báo cáo chung là như thế là tàn dư còn lại thì thực ra là so với quy chuẩn Việt Nam không cao, không vượt. Cái này là báo cáo các anh để cho nhất, không là giới truyền thông là nhiều lúc là phát trao đổi nó cũng chuẩn. Về mặt so sánh với quy chuẩn môi trường chất lượng không khí xung quanh Việt Nam với môi trường không khí mà các mẫu chúng tôi đo đạc, kể cả hấp thụ về bẫy thủy ngân mà so với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội quan trắc cũng như là viện của với sức khỏe của Bộ Y tế là giống nhau, không vượt. Chỉ duy nhất ở đây là chúng tôi có trang thiết bị hiện đại hơn là bẫy được một cái hàm lượng mà thủy ngân, mà cái này là dưới ngưỡng quy chuẩn Việt Nam ạ. Nhưng mà vì trong tổ chức y tế thì nó có cái nội dung nó đưa vào cái nồng độ là khuyến cáo để phòng ngừa rủi ro, chứ không phải cái này là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nên cái này cũng hôm nay có các bác là bí thư các chi bộ tổ dân phố lại có trao đổi thì cũng thông tin lại để các bác trao đổi lại về nhân dân mình cho yên tâm. Và khi mà tổ chức y tế thế giới nó đưa ra cái ngưỡng đấy thì cái quan trắc là trong cái bán kính là từ không hàng rào cho đến 200m mà về phía hướng nam tây nam, cái trục mà hôm đấy là cái hướng gió nó đi, cái luồng khí nóng nó đi, thì thấy là nó nằm trong cái ngưỡng mà tổ chức y tế thế giới có
có khoản báo là nó có khả năng ảnh hưởng, tác động đến sức khỏe người dân và cộng đồng. Mà sức khỏe đấy là lúc mà con người mà chúng ta làm. Và khi mà đến ngày 30-38 thì chúng ta vẫn đo được cái mức độ bệnh. Và báo cáo với anh là gì? Vì là gì? Trong cái nội tại là cái khu kho cháy 6.000m2 đó, chúng tôi có quan trắc hai mẫu khí, một mẫu là trong nhà kho và một mẫu ở ngoài. Thì báo cáo anh Trung Canh thì thực ra là lúc đó thì nó đã phát tán ra môi trường hết rồi. Và thực ra là đấy là mình sử dụng cái quy chuẩn môi trường không quanh, không sáu. Và cái mẫu ở nhà kho thì báo cáo anh so với quy chuẩn Việt Nam nó vượt ngưỡng. Và gì đấy coi là một cái nguồn nó đang phát tán. Chính vì vậy mà vào tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hà có tổ chức họp với thành phố rồi các bộ ban ngành để thống nhất đưa đến đánh giá và cái kết luận để mà báo cáo chính phủ. Thì là chúng ta sẽ phải sử dụng cái môi chất lượng đánh giá môi trường xung quanh đấy để mà và đề xuất là gì và kiến nghị là công ty là phải ngay lập tức để có cái biện pháp cô lập. Vì nếu mà để cái nguồn này nó tiếp tục nó phát tán thì có thể nó tiếp tục nó ảnh hưởng trong ngày tới. Thế thì bây giờ cái thủy ngân nó ra thì nó có ảnh hưởng không? Thì rõ ràng là thủy ngân và mangan, thủy ngân lỏng và mangan nó là một hóa chất mà có thể gây ra các cái hậu quả cho sức khỏe của người dân, sức khỏe của mọi người cũng như là của cộng đồng và tới môi trường. Tới môi trường. Thế còn bây giờ cái đám cháy nào đến mức độ nào thì tí tôi sẽ nói, nhưng mà rõ ràng là cái chất đây nó là một cái hóa chất mà nó độc hại, nó có thể ảnh hưởng được. Là đối với Sở Tài nguyên thì tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ để các đồng chí tiếp tục duy trì lắp đặt các cái thiết bị quan trắc về không khí, thế rồi lấy các cái mẫu nước mặt, lấy các cái mẫu đất tại nơi xảy ra cháy, tại nơi mà liên quan đến xung quanh để xác định rõ cái xem cái mức độ ô nhiễm đến đâu. Thế và khi có kết quả thì phải công bố công khai minh bạch tới người dân ở trong khu vực cũng như là tới các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương và của thành phố để công khai cho người dân biết. Đấy. Chúng ta không chỉ có cái vụ cháy này chúng ta, nhưng mà chúng ta rút kinh nghiệm ra thì từ đó chúng ta cũng phải công khai minh bạch cái này, đúng không? Thì đấy là tôi đề nghị vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng tôi hiện nay để đáp ứng cái yêu cầu nguyện vọng của người dân cũng như là để thành phố chúng ta, thì tôi đề nghị, tôi đã giao cho Sở Y tế cùng với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân chủ trì là các đồng chí triển khai ngay các cái nhóm bác sĩ với các cơ quan chuyên môn. Thế và dưới sự hướng dẫn của chuyên môn của Bộ Y tế thì các đồng chí triển khai ngay cái việc ứng trực ở dưới trạm. Thế và tất cả mọi người dân ở trong tổ dân phố có nhu cầu khám sức khỏe, có nhu cầu kiểm tra sức khỏe tại phường, hoặc là nếu mà cần phải hướng dẫn lên một cái bệnh viện nào của thành phố, bệnh viện nào của Trung ương, thì chúng tôi sẽ quyết định toàn bộ trong vòng bán kính 500 km thì người dân mà khám sức khỏe sẽ được miễn phí. Đấy, trong vùng ảnh hưởng. Đấy, tôi quyết định như thì báo cáo các đồng chí liên quan đến chúng ta triển khai ngay tất cả. Thế và tôi đề nghị là Sở Y tế cũng phải cập nhật tất cả những cái kết quả khám này, sau này chúng ta tập hợp lại để sau này đối chiếu với lại những cái tác động ảnh hưởng mà những cái khuyến cáo mà của các cái nhà khoa học và của các cái tổ chức y tế thế giới và cũng như của Việt Nam, để sau này chúng ta xây dựng một cái quy trình chuẩn để sau này chúng ta phục vụ cho khắc phục những cái sự cố. Cái điều mà sự cố này thì không ai mong muốn cả. Thế nhưng mà rõ ràng là chẳng may nó xảy ra thì sau này nó có một cái quy chuẩn, tiêu chuẩn để chúng ta tuyên truyền, để các cơ quan chuyên môn chúng ta cứ thế mà áp dụng.